Cái bộ phát điện Wikino ERV 135S để mới có đèn nha bà con. 135S là 13 ngựa rưỡi đó. 2400 vòng trên phút. Hoa nặng là 116 kg. Bảo hành 2 năm nha. Rất là đẹp. Nó đang mang cục demo hữu toàn nha. Đang chạy cục demo hữu toàn. 9 kW. Là vừa đúng không bà con? Có đề luôn, rất đẹp. Alo. Mười bảy triệu có đề. Đúng rồi. Hàng xịn nha, hàng có chung luôn nha. Chắc chắn lắm. Đúng rồi. Dạ. Dạ, không quan trọng xa gần, quan trọng là muốn rồi gửi. Mới gửi về bởi ở Yên Bái bữa gần sớm. Đúng rồi. Đấy rồi. Có hệt anh ơi. Cái khác là bít tông với xe mi với nó lên sát máy thôi, chân không hệt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chân máy bít tông nhớ đánh chớn thôi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đã, ok, cứ nghiên cứu. Đây là cái dòng phát điện. Cái dòng phát điện từ gia đình công nghiệp thì đủ 3 kg mấy, 2 kg mấy thì đủ. Tới 4 mấy kg cũng có luôn, 3 pha, 2 pha thì đủ. Điện rất đẹp rồi con. Con này là bếp kim luôn nè, bảo hành 2 năm. Đèn đốt đồ ok luôn. Ổ quay xéo luôn nè. Ổ rất đẹp. Wikino 135m bảo hành 2 năm nha con. Mấy đời dòng mới ra này rất là bền mà con ơi. Hồi xưa cái dòng mới ra của Wikino là xài mười mấy năm không thấm á. Cái dòng này thế hệ thứ hai của Wikino nè. À, thế hệ thứ hai nè, xài rất là bền. Mấy dòng đầu ra lúc nào cũng bền mà con ơi. Chất lượng ok luôn. Lít nhớt này là thì thực nhớt là bà con 128 ngay đối với bà con đặt này. Còn đối với bà con mà chạy ghe là trên 130 lít để nó chút ngược đi sao. Còn đối với bà con là thay nhớt chỉ thay nút này thôi nha. Đặc biệt không phải nhớt chỉ nổi nút này thôi. Đây mở nút thay nhớt. Có đề bấm đề chạy có sạc luôn. Có đồ gắn bình luôn bà con, bình nhỏ thôi, bình chừng 30 ampe là xài vừa. Alo. Nghe anh ơi. Có anh là hết hàng anh. Đề gọn rất đẹp bà con. Mấy dòng máy mới giờ rất là rẻ để cho hai bảo hành tốt lắm bà con ơi. Tương hai chục chặt đổi mới thôi, một dòng nghĩa địa hên xui. Nhớt nhau tùm lum, máy mới là sạch sẽ nữa nè. Đặt trong nhà đồ đi chạy đám tiệc cũng sạch nữa nè. Máy phát điện nè, chạy phát điện thì gia đình cũng sạch nữa. Alo. Nghe anh ơi. Bán hết rồi anh ơi. Dạ, anh chị con bán hết rồi. Đây là cái dòng phát điện. Đây là dòng phát điện Wikino đi. Công suất lớn 2600. Được là Wikino có đề thôi bà con. Con 3.2 có đề, rất đẹp nè. Rất là đẹp nha bà con, 3.2 có đề. Bự. Đẹp luôn mà con. Chén nó rất đẹp. 3.2 có đề. Đó là tất cả các dòng phát điện nè. Phát điện dòng mới là được bảo hành bà con luôn nha. Bảo hành cho bà con 1 năm luôn dòng phát điện. Điện mới nó chuẩn bà con 220 luôn. 110 nó của Nhật, nó 110 nguy hiểm quá. Quấn lại biết xài ngon là cháy nổ như sao. Nhật là 220 luôn. Mua về xài thôi.
mới 220 mua về xài thôi. Các bạn có nhu cầu alo là 088 635 637.